Dàn sao Vương Chi Quân sau 11 năm kể bị tố quỵt tiền từ thiện người ngoại tình khi vợ mang thai. Những ngôi sao tham gia bộ phim Vương Chi Quân năm 2007 hầu như đều gặp phải nhiều tai tiếng về đời tư. Công chiếu từ năm 2007, bộ phim về cuộc đời của một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ đại Vương Chi Quân đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả, tạo nên thành công không thể bất ngờ hơn. Không chỉ là tác phẩm được mọi người khen ngợi nhất trong số những phim đã làm về Vương Chi Quân, bộ phim còn giúp cho dàn diễn viên gồm Dương Mịch, Trần Tư Thành trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Vương Chi Quân, Dương Mịch dính phải scandal quỵt tiền từ thiện. Vượt qua hai ứng cử viên nặng ký khác là Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi, Dương Mịch khi ấy chỉ là một ngôi sao trẻ đã may mắn nhận được vai Dương Chi Quân. Tuy nhiên với diễn xuất tự nhiên linh hoạt, Dương Mịch đã khiến cho khán giả say đắm, xót thương cho một nàng Vương Chi Quân xinh đẹp thông minh nhưng cuộc đời nhiều gian truân. Sự nghiệp của Dương Mịch sau Vương Chi Quân khá thăng trầm. Phải đến năm 2011 cô mới bứt phá thành sao nhờ bộ phim Cung Tỏ Tâm Ngọc. Dương Mịch trở thành một trong những tiểu hoa đáng hàng đầu với hàng loạt phim làm mưa làm gió như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Người Phiên Dịch, Tâm Sinh Tâm Thế, Thập Lý Đào Hoa. Tuy nhiên diễn xuất của Dương Mịch còn gây nhiều tranh cãi khi cô từng giành 3/5 đề cử giải Cây Chổi Vàng cho hạng mục nữ diễn viên tệ nhất. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Dương Mịch cũng có rất nhiều scandal khiến nhiều người ngán ngẩm, từ việc bỏ bạn trai lúc hoạn nạn, lấy Lưu Khải Uy vì tiền xung đột với cha mẹ chồng cho đến việc ngoại tình, và mới đây nhất chính là quỵt tiền từ thiện của những trẻ em mù. Hơn 2 năm hứa mà không làm từ thiện, hành động của Dương Mịch khiến cho 6 tờ báo lớn nhất Trung Quốc phải lên tiếng chỉ trích, sự nghiệp và hình ảnh của cô vì thế cũng xuống dốc không phanh. Tuy đã gửi lại đồ từ thiện nhưng Dương Mịch lại dính kiện tụng với Lý Manh, người trung gian trong vụ việc này. Được biết khi vụ gian dối từ thiện bị khui ra, bên phía Dương Mịch đã đổ hết mọi trách nhiệm lên Lý Manh và người này đã chính thức gửi đơn kiện nữ diễn viên 32 tuổi lên tòa. Vương Thuận, Trần Tư Thành, ngoại tình khi vợ đang mang thai. Trong phim, Trần Tư Thành thủ vai Vương Thuận, một vị tướng quân yêu đơn phương Vương Chi Quân, rất trung tình và có thể làm bất cứ điều gì vì nàng. Tuy trong phim tình cảm của Vương Thuận đối với Vương Chi Quân rất được khán giả ủng hộ, nhưng ngoài đời Trần Tư Thành lại bị ghét vì quá lăng nhăng. Dương Mịch đã may mối người bạn thân Đồng Lệ Á cho Trần Tư Thành, họ đã nên duyên và chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2014 trong sự chúc phúc của mọi người. Cứ tưởng họ là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz, nào ngờ đầu năm 2016, Trần Tư Thành bị lộ chuyện ngoại tình. Quá đáng hơn nữa, ngôi sao 40 tuổi còn nhân lúc vợ đang mang thai, thân mật với cô gái khác. Trong vòng 2 năm liền, Trần Tư Thành được cho là ngoại tình với 6 người, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Đồng Lệ Á cũng không ly hôn và cặp đôi được cho là đã gương vỡ lại lành. Hán Nguyên Đế, Lưu Đức Hải. Một thời đào hoa, cuối đời cô độc, không có ai bên cạnh. Hán Nguyên Đế từng say mê vẻ đẹp của Vương Chi Quân nhưng vẫn phải để nàng sang hôn nô, chính vì thế mà cuối cùng đã sinh bệnh và qua đời. Ông phong Vương Chi Quân là công chúa, Vương Chi Quân cũng coi vị hoàng đế này như cha ruột. Tình cảm giữa họ trước khi Chi Quân sang hôn nô từng khiến cho khán giả bật khóc. Nay đã ngoài 60, Lưu Đức Hải không còn tham gia đóng nhiều phim. Ông vẫn trải qua những chuỗi ngày cô đơn một mình, từng kết hôn 2 lần nhưng đều đổ vỡ vì những xung đột vợ chồng. Một thời đào hoa nhưng cuối cùng khi ngẫm lại, Lưu Đức Hải hối hận vì những ngày trước đó, ông tự nhận mình không phải là một người chồng, người cha tốt, không quá quan tâm nhiều đến con cái, chính là lý do khiến cho hình ảnh người cha Lưu Đức Hải trong mắt các con trở nên mờ nhạt và không đẹp như những người khác. Quảng Tiểu Dư, Lưu Hiểu Khánh, tình sự dài dằng dặc, từng làm kẻ thứ ba, tuổi già mới tìm được hạnh phúc. Tuy chỉ thủ vai, tuyến diễn viên phụ và không có nhiều đất diễn, nhưng Quảng Tiểu Dư, Lưu Hiểu Khánh vẫn vô cùng nổi bật. Lưu Hiểu Khánh là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh thập niên 80-90 qua các phim như Võ Tắc Thiên, Lửa Thiêu Cung A Phòng, Phượng Hoàng Lửa. Tuy sự nghiệp thành công vang dội nhưng Lưu Hiểu Khánh ngoài đời không được lòng mọi người vì tình sử dài không đếm xuể, từng làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống của người khác. Năm 2012, Lưu Hiểu Khánh làm đám cưới lần tư với doanh nhân Vương Hiểu Ngọc, nhưng hai người không có con chung và với bà thì đây đã là một cuộc sống quá hạnh phúc rồi. Vương Phu Nhân, Phan Hồng, phim Vận Vào Đời. Tổ vai mẹ của Vương Chi Quân chính là nữ diễn viên gạo cội Phan Hồng. Phan Hồng nổi tiếng là diễn viên của những bộ phim bi thảm với cái kết khiến cho người xem phải đau lòng. Nhưng chính những phim sầu thảm ấy đã vặn vào Phan Hồng, khiến cho bà nay đã 64 tuổi mà vẫn không chồng con. Năm 1978, Phan Hồng từng kết hôn nhưng đã ly hôn sau 8 năm. Họ không có con chung và đến nay cũng đã hơn 30 năm, nhưng Phan Hồng chẳng hề tái hôn lần nào nữa, vẫn cứ sống cô độc một mình đến bây giờ.